Thật là một ngày tuyệt vời tại Summit Cardano 2023. Sau buổi dạ hội kết nối và những bài hùng biện của những nhà phát triển ngày hôm qua, chúng ta đã có một bữa tiệc ở Dubai với hàng trăm người khác đến từ khắp thế giới tại nhiều sự kiện do cộng đồng cùng tổ chức và hàng nghìn người khác tham gia trực tuyến cùng với chúng tôi tại buổi Summit này. Frederic Riga đã chào đón tất cả chúng ta bằng một bài phát biểu hấp dẫn, chỉ cho chúng tặng con đường phía trước để ứng dụng blockchain. Cardano đang trở thành cơ sở hạ tầng thị trường tài chính toàn cầu và cơ sở hạ tầng xã hội cho thế giới. Nhưng nếu mọi người không kết nối với nhau và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cũng như tạo ra giá trị và nắm bắt giá trị đó trên blockchain, thì thật sự đáng tiếc. Dubai hiểu điều đó và đó là lý do tại sao tất cả chúng ta ở đây. Summit lần này trở nên đặc biệt khi có hàng nghìn người cùng nhau xây dựng trên Cardano và khám phá các giá trị tiềm ẩn. Dominic Sinner đã tham gia hội thảo và cho chúng ta thấy mức độ cần thiết để đảm bảo khả năng phục hồi hoạt động của một blockchain. Cách duy nhất để phát triển bền vững là phi tập trung. Để làm được điều đó, chúng ta cần phi tập trung công nghệ và chúng ta cần phi tập trung hệ sinh thái. Ngày hôm nay bắt đầu từ việc thảo luận về cách thức tạo nên khả năng phục hồi của blockchain cho đến chủ đề quan trọng là đào tạo blockchain. Ayumi Muraoki đã ở đây, cô ấy biết chính xác lý do tại sao lại xuất hiện ở Summit này. Và điều rất quan trọng là làm cho blockchain dễ dàng để tiếp cận, đặc biệt là với việc đào tạo cho mọi người, bởi vì chúng ta đang có sự thay đổi mô hình từ Web 2 sang Web 3. Và đây là một vài ví dụ nhỏ về tất cả những điều đang diễn ra. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của một số khách mời của chúng ta. Và tôi nghĩ hiện tại chúng ta đang ở một bước ngoặt vĩ đại đối với cộng đồng Cardano, nơi kỷ nguyên mới của DeFi sẽ giúp mở khóa và trao quyền cho cộng đồng dưới sự kinh ngạc này. Và tương lai của blockchain là về việc ứng dụng cho cả đại chúng, và sự kiện này hôm nay khiến chúng ta thấy sức mạnh của blockchain. Vấn đề không phải là blockchain là một giải pháp mà là một công cụ cho chúng ta, một giải pháp giúp chúng ta đạt được mục tiêu một cách đơn giản hơn. Sau một ngày dài tại sân khấu, chúng tôi vẫn rất hào hứng cho bữa dạ tiệc tại cồn cát của sa mạc Ả Rập. Đó là một đêm ngoạn mục khi gia đình Cardano cùng nhau khám phá lòng hiếu khách của Dubai. Đó là cách hoàn hảo để kết thúc một ngày ngập trong kiến thức đáng kinh ngạc, và ngày mai chúng ta lại có một ngày bận rộn nữa. Hãy xem một số diễn giả tuyệt vời mà chúng tôi đã mời đến. Tất cả chúng ta sẽ thảo luận về việc ứng dụng, tác động và hệ sinh thái blockchain Dubai trong một ngày với đầy đủ các cuộc thảo luận, bài phát biểu và hội thảo trong Summit này. Và đừng quên theo dõi. Và bây giờ, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ gặp các bạn vào ngày mai. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.